Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu, ngày 30 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Huyện Văn Giang trọng thể tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện. Huyện Văn Lâm nhiều đột phá trong phát triển công nghiệp, thu ngân sách sau 25 năm tái lập. Huyện Khoái Châu đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp chất lượng cao sau 25 năm tái lập. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay, huyện Văn Giang trọng thể tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và kỷ niệm 25 năm tái lập huyện mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Đỗ Tiến sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Giang, Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện Nghị định số 60 ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Giang được tái lập. Sau 25 năm tái lập, với sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Văn Giang không ngừng bứt phá đi lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước phát triển đô thị, đời sống của nhân dân được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 16%, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt gần 443 triệu đồng, gấp gần 36 lần, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 18.000 tỷ đồng, gấp hơn 44 lần, giá trị tổng sản phẩm bình quân theo đầu người đạt trên 152 triệu đồng, gấp hơn 35 lần, thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, gấp 3.500 lần so với ngày đầu tái lập huyện. Tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức thấp nhất tỉnh, các lĩnh vực văn hóa xã hội được phát triển toàn diện, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường. Đến nay, đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Giai đoạn 2019-2023, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đạt trên 3,2 nghìn tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những cố gắng nỗ lực của huyện Văn Giang sau 25 năm tái lập. Đồng thời là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, huyện Văn Giang cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, phối hợp với các sở ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ và công nghiệp, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư phục vụ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, tăng cường đầu tư công đi đôi với đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân vào các dự án khu đô thị nhà ở hiện đại đáp ứng tiêu chí đô thị loại 3 và loại 2. Bên cạnh đó, cần quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, chú trọng tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 489 cũng khẳng định đô thị Văn Giang là một trong ba đô thị trung tâm của tỉnh, gồm có thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào và Văn Giang. Thì Văn Giang chúng ta phải phát triển một cách hài hòa, bền vững dựa trên cả ba trụ cột
về kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường cùng với lực đẩy của khoa học công nghệ và sức hút bởi tiềm năng, lợi thế so sánh riêng có của huyện Văn Giang. Huyện Văn Giang chúng ta đứng trên tất cả các góc độ về tiềm năng, về cơ hội, về thế và lực. Văn Giang của chúng ta không thể đi sau, cũng không thể đi ngang, mà chúng ta phải vượt lên dẫn đầu trong các địa phương của cả tỉnh. Về cả tốc độ, trình độ phát triển kinh tế, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa, rồi về mặt quản trị xã hội, quản lý phát triển trong một khung chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể của tỉnh Hưng Yên nhằm kết nối với các địa phương trong tỉnh cũng như là các địa phương ở trong vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng ta đã có chiến lược, chúng ta đã có cả quy hoạch và đặc biệt là chúng ta có khát vọng phát triển với một tầm nhìn dài hạn, định vị Văn Giang như thế nào trong 10 năm, trong 20 năm và đến năm 2050 thì có 3 yếu tố rất quan trọng quyết định đến mục tiêu chiến lược phát triển của huyện Văn Giang của chúng ta, đó là tư duy, năng lực lãnh đạo và cách thức kế hoạch hành động chiến lược. Thứ hai, đó là vấn đề yếu tố con người, là đội ngũ cán bộ thực thi chiến lược và các kế hoạch. Và thứ ba nữa là phát huy sức mạnh của toàn dân, huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Đó là ba yếu tố then chốt sẽ quyết định về tốc độ để chúng ta đạt được các mục tiêu như đã đề ra. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với câu trả lời của Bác đối với phóng viên báo Granma Cuba vào ngày 14 tháng 7 năm 1969. Tôi hiến dâng cả đời tôi cho dân tộc tôi. Hôm qua, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì kỳ họp thứ 51 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung, xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy còn một số hạn chế, thiếu sót trong tham mưu lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng, thực hiện chế độ kế toán. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và phòng chuyên môn có liên quan tiếp tục phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng để đáp ứng nhu cầu chi hoạt động của cấp ủy, phục vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, đồng thời báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thống nhất ban hành thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thường trực, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn, tổ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thống nhất thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2025 theo chủ trương quy định của Ban Bí thư. Thưa quý vị và các bạn, 25 năm trước, ngày 1 tháng 9 năm 1999, huyện Văn Lâm được tái lập từ huyện Mỹ Văn. 1/4 thế kỷ trôi qua, Văn Lâm nhanh chóng phát huy lợi thế ven đô, ven lộ cũng như chính sách thu hút đầu tư của tỉnh để trở thành huyện có công nghiệp, dịch vụ phát triển, thu hút ngân sách cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. 25 năm tới, Văn Lâm đang có khát vọng trở thành đô thị hiện đại, văn minh, thành phố trực thuộc tỉnh. Hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 1999, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân lâm thời huyện Văn Lâm tổ chức trọng thể lễ tái lập huyện Văn Lâm. Đây là dấu mốc đặc biệt, để từ đó Văn Lâm có sự vươn mình, bứt phá mạnh mẽ, nhanh chóng chuyển mình từ một huyện thuần nông thành địa phương có công nghiệp phát triển. 25 năm qua, huyện Văn Lâm dành hơn 1.200 ha đất cho phát triển công nghiệp. Toàn huyện hiện có trên 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 60.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 130.000 tỷ đồng
gấp 945 lần so với năm 2000. Công nghiệp là động lực chính cho sự phát triển của huyện Văn Lâm. Sự hỗ trợ lớn nhất của huyện Văn Lâm đối với chúng tôi phải nói đến là nguồn nhân lực xuất sắc. Trong hơn 20 năm qua, để tạo ra được những sản phẩm với độ chính xác cao, với số lượng lớn thì không thể thiếu sự siêng năng và tinh thần đồng đội của từng con người nơi đây. Điều này cho thấy trình độ học vấn và tinh thần làm việc của người dân địa phương. Một thành tựu đặc biệt là kết quả thu ngân sách. Năm 1999, toàn huyện chỉ thu được 4,1 tỷ đồng, đến năm 2022 đạt gần 9.400 tỷ đồng. Năm 2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng. Văn Lâm nhiều năm liên tục có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh thành quả xây dựng nông thôn mới, Văn Lâm cũng đã hoàn thành xây dựng khu vực trung tâm huyện thành đô thị loại 4. Cải cách hành chính, giáo dục, thể thao luôn ở vị trí dẫn đầu toàn tỉnh. Từ một huyện mà thuần nông, đời sống khó khăn, nhà cửa còn lụp xụp, đến bây giờ thì thấy là cả huyện là công nghiệp hóa, rồi là thương mại dịch vụ phát triển mạnh, dáng dấp của đô thị rõ rệt, đời sống nhân dân được phát triển. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đem lại cho quê tôi thay ra đổi thịt từng ngày, tôi cảm nhận quê hương mình đẹp như phố. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên, xác định đến năm 2030, xây dựng Văn Lâm là đô thị loại 3, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đến năm 2037 và tầm nhìn đến năm 2050, Văn Lâm là cấu trúc một quận của thành phố Hưng Yên trực thuộc Trung ương. Phát huy những thành tựu kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, tiếp tục thu hút các dự án đầu tư phát triển các đô thị mới theo định hướng là đô thị xanh, hiện đại, đồng bộ và tạo điều kiện để phát triển các ngành dịch vụ trọng yếu kết hợp với phát triển kinh tế số, chuyển đổi số để từng bước xây dựng những đô thị thông minh trên địa bàn của huyện. Một phần tư thế kỷ vừa qua chứng kiến sự chuyển mình của Văn Lâm từ một huyện thuần nông trở thành địa phương có công nghiệp phát triển. Một phần tư thế kỷ sắp tới, Văn Lâm đang khát vọng chuyển mình lần nữa để trở thành một đô thị hiện đại. Những sự bứt phá ngoạn mục 25 năm qua sẽ là nền tảng động lực để Văn Lâm hiện thực hóa khát vọng này. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự đồng lòng nhất trí của nhân dân cùng với nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị qua các thời kỳ, huyện Khoái Châu sau 25 năm tái lập cũng có nhiều dấu ấn về sự phát triển vượt bậc với kinh tế xã hội phát triển toàn diện, hạ tầng đô thị, giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại, an sinh xã hội, y tế, giáo dục được nâng cao. Đó chính là nền tảng vững chắc để Khoái Châu có được nhiều bứt phá trong thời gian tới. Những con đường khang trang được mở rộng, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, cảnh quan nông thôn văn minh hiện đại hình thành ở mỗi khu dân cư là những trái ngọt mà xã Đồng Tiến có được sau hành trình gần 14 năm xây dựng xã nông thôn mới cho đến cán đích là xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Tận dụng lợi thế phát triển thương mại dịch vụ trên trục đường quốc lộ 39, cùng với đó là huy động tối đa các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Tất cả đã tạo nên diện mạo xã Đồng Tiến ngày một khang trang, văn minh và hiện đại sau 25 năm tái lập huyện. Rất phấn khởi, quê hương chúng tôi giờ đổi thay rất nhiều. Đi quanh vòng quanh thôn xóm chúng tôi thì điện đường khang trang rất là đổi mới. Người dân chúng tôi là rất là yêu miền đất ở đây. Để xã đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì Đảng ủy, chính quyền, các tầng lớp hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đồng lòng đoàn kết ủng hộ, tập trung mọi nguồn lực, công sức, trí tuệ thực hiện các cái tiêu chí, kiến thiết các cái cơ sở vật chất của các công trình công cộng, tìm mọi nguồn lực làm các cái tuyến đường giao thông cho nhân dân để phát triển kinh tế. 25 năm qua, Khoái Châu trở thành vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp chất lượng cao với nhiều loại cây trồng giá trị kinh tế cao như cây có múi, cây cảnh, nghệ, chuối tiêu hồng, gà đông tảo, khai thác tối đa lợi thế ven sông Hồng để phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Chúng tôi phấn đấu đến hết năm 2024, thì toàn huyện sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thế và có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh cũng như là cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu đã đề ra.
Sau chặng đường 25 năm tái lập, từ một huyện có xuất phát điểm thấp với muôn vàn khó khăn, huyện Khoái Châu hiện nay đã đạt được những kết quả toàn diện ở mọi mặt đời sống xã hội. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2023 đạt 88 triệu đồng. Từ không có dự án nào, sau 25 năm tái lập đã thu hút được trên 200 dự án đầu tư. Trong đó, gần 100 dự án đã được giao đất và triển khai đi vào hoạt động hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân trên 9% năm. Giá trị thương mại dịch vụ tăng bình quân trên 10% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Theo nghị quyết của tỉnh Đảng Bộ, Khoái Châu sẽ phát triển trở thành thành phố vào năm 2037 và trở thành thị xã năm 2030. Mà để đạt được điều đó thì quan trọng nhất đó là cái bước đó là thu đầu tư. Thứ hai đó là nguồn lực. Ngoài nguồn lực đất đai, nguồn lực tài chính, đó là nguồn lực con người. Đột phá các cán bộ để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, khơi dậy cái khát vọng Khoái Châu trở thành thị xã, trở thành thành phố như là hoạch định của tỉnh. Với những nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và thành tựu nổi bật rõ nét sau 25 năm tái lập chính là nền tảng vững chắc để Khoái Châu đạt được nhiều bứt phá trong tương lai. Nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động vừa huy động được trên 3 tỷ đồng xây dựng thư viện cộng đồng với trên 2.200 đầu sách. Công trình thư viện cộng đồng của thôn Lương Xá được triển khai xây dựng từ tháng 6 năm 2024 và hoàn thành sau 2 tháng thi công. Thư viện có trên 2.200 đầu sách với đa dạng các loại sách như chính trị, kinh tế, xã hội, ngôn ngữ, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, văn học, lịch sử, địa lý, thiếu nhi, chủ yếu do các tổ chức cá nhân trao tặng đóng góp. Thư viện còn đầu tư 3 bộ máy tính đáp ứng nhu cầu học tập, tra cứu, tìm kiếm sách và tài liệu tham khảo của nhân dân. Ban công tác mặt trận thôn tuyên truyền vận động và kêu gọi những con em xa quê tài trợ một ít kinh phí để hoàn thành cái nhà thư viện này. Khi công trình đi vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa khu dân cư. Thư viện cộng đồng được đưa vào sử dụng cùng với công trình nhà văn hóa thôn được nâng cấp, sửa chữa, khang trang, lắp đặt Internet miễn phí, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trong thôn. Ngay sau lễ ra quân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường tuyên truyền cũng như kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay trong ngày 30 tháng 8, ngày cuối cùng của tuần làm việc và chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đồng loạt ra quân tăng cường 100% quân số, thành lập nhiều tổ công tác dọc theo các tuyến quốc lộ, thực hiện tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề, trong đó chú trọng kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại tuyến đường bên của đường nối hai cao tốc, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe, đồng thời tuyên truyền pháp luật, trật tự an toàn giao thông. Từ trước giờ rồi, khi đã tham gia lái xe là không uống rượu bia, những anh em nào lái xe thì cũng lên như thế để an toàn cho mình và cho mọi người. Những ngày lễ là sẽ nhiều các cái cuộc gặp gỡ bạn bè, người thân. Khi chúng tôi uống rượu bia là chúng tôi sẽ tổ chức là đi một chuyến xe chung hoặc là sẽ có người thân chở đi và sẽ trở về. Bên cạnh tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, sử dụng hung khí, tổ chức đua xe trái phép trên các tuyến đường. Chúng tôi sẽ tập trung tổ chức tuần tra khép kín các tuyến địa bàn và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông và xử lý không có vùng cấm. Đối với các nhóm thanh niên thì từ công an cấp xã đến các lực lượng nghiệp vụ chuyên môn khác tổ chức lắm tình hình từ xa, phòng ngừa từ xa. Ngoài cái việc gọi hỏi răn đe giáo dục thì chúng tôi triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ khác của ngành và sẽ cương quyết xử lý ngay từ ban đầu và không để cho các cái nhóm thanh thiếu niên đấy thực hiện các hành vi phạm tội cũng như hành vi vi phạm pháp luật khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.